Tuấn Nguyễn xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay Tuấn Nguyễn xin hàn cho anh em này. Đây là quy trình hàn nha. Trước tiên là mình bỏ thước thẳng này, ngắm thẳng căn chỉnh nha. Đó. Và làm từ từ này. Anh em lấy cái chẹn vô nha. Để nó đỡ bị khí ở trong túi bóng á, rồi bắt đầu mình kéo từ từ. Kéo đến đâu là dứt khoát đến đó nha. Đó, cứ từ từ mình kéo, vừa kéo mình phải tĩnh tâm nha bà con. Chứ làm lẹ không được đâu. Đó, kéo, muốn đuối luôn anh em ạ. Đó, nhưng mà vì đam mê nên là mình cứ làm từ từ. Đó, sau đó thì cắt thêm một góc bên nữa là ok nha. Đó, chẹn vô. Đặt thước vô, ngắm anh em. Ngắm tới ngắm lui. Dứt nó thôi anh em, dứt. Đó, dứt cũng phải dứt từ từ nha. Đó, anh em thấy chưa? Dứt phải từ từ vậy đó, vợ la cũng phải dứt bình thường. Đó. Bỏ đi. Anh em thấy thành phẩm chưa? Đó, đẹp long lanh cạnh tranh nha. Tiếp tục để Tuấn làm tờ thứ hai cho anh em này. Đó. Bỏ vô. Nhẹ nhàng thôi. Không vợ nó đứng sau nó la, nó quất cho lại khổ. Đó, cứ nhẹ nhàng như đẩy xe hàng, như đưa làng về dinh nha. Đó, căn chỉnh chỉnh. À, tiếp tục anh em. Đặt cái thước vô. Căn, đặt. Tiếp tục, dứt. Quả này dứt, từ từ cái coi. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Đó, bực một cái là nó bị lướt rồi đó. Nhà nó không đứt hết, chắc tí em phải kéo lại phát quá. Anh em cho em thở cái được không? Đó. À, kéo lại cái cho anh chắc nha. Đó, đoạn chưa đứt đó. Rồi. Đã hoàn thành một cạnh. Nhẹ nhàng. Đó. Làm nốt cạnh này rồi đi ngủ nha. Em mệt rồi đấy. Anh em ơi, dứt nốt cạnh này là em đi ngủ đây. Bà con ngủ chưa, em thấy mệt rồi đó. Dứt. Lẹ lên. Nhưng phải từ từ anh em ạ. Đừng lẹ, hỏng hết chuyện. Đó, xong rồi bà con. Bà con em thấy em dán sao? Đó, bà con ơi, thành phẩm của em đây. Rồi, chào bà con nha.